Hello, chào mọi người đến với kênh YouTube của mình nha. Mình là Triệu Tuyết Nhi đây. Nhi chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha. Mọi người ơi, hôm nay mình ra đây để quay video để thông báo cho mọi người là Nhi sẽ không làm kênh này nữa, Nhi sẽ làm một kênh mới. Nhi làm kênh mới là tại vì kênh này thì YouTube thật sự không đề xuất cho Nhi một tí nào, Nhi rất là buồn. Nên là Nhi sẽ phát triển theo kênh mới của mình. Nhi sẽ để link kênh mới ở bên dưới phần mô tả mọi người. Bạn nào thật sự yêu quý Nhi và muốn ủng hộ Nhi thì mọi người ghé qua xem video để ủng hộ Nhi nhá. Xem video xem hết cho Nhi để Nhi có động lực để làm nhiều video hay hơn nha. Còn kênh này thì thật sự cũng có rất là nhiều kỷ niệm, Nhi cũng không muốn bỏ nhưng mà Nhi cảm thấy rất là buồn nên là Nhi không có, thật sự không có động lực để làm. YouTube không đề xuất cho Nhi một tí nào thì Nhi thật sự không có động lực để làm. Nhi sẽ cố gắng làm kênh mới của Nhi và Nhi sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa. Thì mọi người qua ủng hộ Nhi thì đăng ký cho Nhi và chia sẻ cho Nhi, cho mọi người cùng xem, và để cho Nhi đạt được điều kiện để bật kiếm tiền nha. Nói thật thì Nhi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người thời gian qua đã ủng hộ Nhi rất là lâu, rất là nhiều rồi. Nhi làm kênh này cũng khá là lâu rồi nhưng mà lượt xem thì rất là ít nên Nhi phải bỏ cuộc thôi. Nhi sẽ làm một kênh mới và sẽ từ từ phát triển, làm video cho mọi người xem. Hôm nay Nhi chỉ nói đến đây thôi. Nhi chào mọi người nha.